Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của Chính trong ngày hôm nay. Và trong hành trình ngày hôm nay, Chính sẽ khám phá một camping rất nổi tiếng ở dưới Cần Giờ. Đó chính là Lata Camping. Mọi người cùng khám phá với mình nhé. Và để đi tới đảo Cần Giờ được thì chúng ta cần phải đi qua phà nha mọi người. Và hướng xe của mình đang đi tới đó chính là phà Bình Khánh. Ngày hôm nay là ngày thứ tư nhưng mình cũng thấy khá là nhiều xe đi qua phà đó mọi người. Bây giờ chúng mình nhập làn để đi vào lên phà thôi. Phà nó hoạt động 24 giờ nha cả nhà. Phà hoạt động 24 giờ và cái giá phà ngay trên này là người đi bộ và xe đạp là 2.000, xe máy là 4.500, xe máy với người ngồi sau là 6.500. Ngày hôm nay mình sẽ mất 6.500 khi đi qua phà một chiều nha. Hai thứ tư một con pháo đâu ha. Đây là đường sát các em. Đây là đường sát đấy. Mát mẻ nhỉ. Ô hàng cỏ lau kìa. Đẹp quá. Anh em ơi, đường đi xuống dưới Cần Giờ thì đẹp lắm luôn nha. Dọc đường đi hai bên là rừng luôn, rất là mát mẻ và đẹp. Và đi qua rất là nhiều cây cầu nữa, rất là dễ thương, có những cảnh rất là chill và đẹp nha. Nhưng mà đường ở dưới này là có hạn chế tốc độ anh em ạ. Cho nên là anh em nhớ kiểm soát tốc độ khi mình đi nha. Xe máy ở trong cái làng của chúng ta thì chúng ta có thể đi với vận tốc là 60 km/h. Còn ô tô là chúng ta có thể đi với 80 km/h nha. Chúc anh em thượng lộ bình an. Đi đến đây thì anh em cứ check Google cho nó chắc nha anh em. Khi anh em đi tới thấy cái chỗ mà Phương Nam Cần Giờ Resort này nè. Đó là anh em gẹo vô. Ok. Đó anh em thấy cái bảng nhỏ nhỏ đây không? Lata. Ok đi thẳng nha. Sắp tới nơi rồi đấy kìa. Đường dẫn vào khu Lata là một con đường bê tông. Hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha. Ngoài kia có cái bảng ghi là Lata nhưng mà cũng không có ghi là khoảng cách còn bao xa nữa. Nhưng mình nghĩ là cũng sắp tới rồi đấy. Ồ, đây là những cái bên phải nè.
Ok, tới nơi rồi mọi người ơi. Dừng xe đâu chú? Ok. Thấy rất là vắng vẻ đây cả nhà. Để đi tìm chỗ gửi xe để đi vào coi, review cho anh em nha. Chỉ có vài cái xe thôi. Ok. Chúng mình sẽ đi vào mua vé tham quan để đi vào trong nha mọi người. Cái này này. Em mua vé tham quan cho hai người. À không, bán vé nữa, không phải vé nữa. Hôm nay thấy hơi ít xe, chiều người ta mới tới à? Đúng rồi, có khách đặt nhưng hiện tại bây giờ chưa tới giờ. À chưa tới giờ, ok. Bây giờ định xe liền, xe phòng có mấy đặt. Không. Mỗi xe theo tiếng hả? 10 tiếng là bao nhiêu? Tối đa 5 tiếng là 5 tiếng. Còn nếu là qua đêm thì... Anh mà quay phim đúng rồi, em quay phim nổi đó. Bây giờ đi vào nha nha. Đây hình hình bên ngoài nha mọi người. Ok. Hay, trước khi mà mới mở ra thì ở đây có bán vé khi mà chúng ta vào cổng. Nhưng hiện tại bây giờ thì không có sử dụng vé nữa nha mọi người. Chúng ta có thể vào và kêu đồ uống. Còn nếu mà ngủ qua đêm thì thuê camping ở đây thì có bảng giá đàng hoàng. Còn nếu mà chúng ta mà tới đây mà trong ngày về thì cũng có cho thuê camping theo giờ nha. Và tối đa là chúng ta và tối thiểu là chúng ta phải thuê 5 giờ. 5 tiếng hả anh? Ừ, tối thiểu là chúng ta thuê 5 tiếng thì ở đây có dịch vụ cho thuê camping theo giờ luôn. Ok, mình sẽ đi quay một vòng đi, sau đó là mình sẽ vào mình nước à, hay là mình đi mua nước trước? Mua nước à? Dạ, ok, nước trước đi. Đường dọc đường đi xa quá thì mình cũng khát nước thì bây giờ mình sẽ vào đây kêu nước uống nha mọi người. Em đồ kêu nước tại quầy này luôn à? À ok. Ừ, okay. Đây menu đây đúng không em? Trà sữa, nước ngọt, cà phê, nước ép. Em trà trà sữa. Trái cây, trà sữa hả? Có trà sữa ô long hạnh nhân này, hồng trà sữa. Trà sữa gì? Trân châu thêm 10k. Trà sữa kem chi đi. Em ơi, một hồng trà trà, sữa nhé. Đúng rồi, hồng trà sữa. Một hồng trà sữa kem chi. Dạ. Cho anh một trà xoài cát Cần Giờ. Ok. Ok, mình đi một vòng ở đây nha. Chào các cô. Dạ. Nên là mình được cứ liền đúng không? Ok. Anh em cùng đi tham quan một vòng ở khu vực này xem có những cái gì với mình nha. Ồ, không gian rất là rộng luôn. Khu vực ăn uống cà phê. Có dạng nhà kiểu giống như container nha mọi người. Và có rất là nhiều kiểu lều trại theo kiểu xe ngựa này và lều trại bình thường này. Những lều trại đây thì nhìn rất là chắc chắn nha. Nhìn rất là to và chắc chắn và lều trại đã được căng sẵn rồi. Chứ không phải là khi nào mà khách xuống thì mới căng lên như một vài nơi camping khác. Có là lều trại này đã được căng sẵn. Và khu vực này thì có một cái Lata Market đó, bán những vật dụng thiết yếu. Ok, và đây là một cái camping giống như gọi là xe ngựa nha mọi người. Và mình cùng lên quay cho mọi người coi nha. Ok. Có đầy đủ nha. Đầy đủ các dụng cụ. Và có một cái quạt này, giường và đi đôi dép trong nhà.
Ok. Và đây là view nhìn ra ngoài của camping. Đó. Như một dãy này là theo camping hình xe ngựa nha cả nhà. Hình tròn 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 nó nhìn đẹp đó. Đó. Và dọc bên này là những cái lều trại đã được căng dựng sẵn ở đây rồi. Đó, và có mã số nha. Có người khóa lại nha, khi nào là khóa lại. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bàn nhỏ nhỏ ngoài để chúng ta ngồi uống nước và tận hưởng không khí gió trời đây. Đây có một rừng thông, cây thông, hàng thông rất là đẹp luôn. Ok. Đó. À, và đây trước mặt chúng ta là những cái trại camping hình giống như kiểu cái lều ở Mông Cổ nha. Hình chóp chóp nên này mọi người. Cũng đã được dựng sẵn rồi. Khách có đặt thì xuống đây nhận và check in luôn thôi. Chứ không phải là tới nơi rồi chúng ta mới mới dựng lên sẵn nha cả nhà. Đây là lối vào nha. Đây là lối vào hiện tại đang được khóa hết rồi nha cả nhà. Đang được khóa hết. Nguyên khu vực này là tất cả các lều trại kiểu hình Mông Cổ. Và phía trước chúng ta là biển Cần Giờ. Ok. Khu này có một cái ghế ở dưới gốc cây bàng này. Ok, mình ngồi vào đây chơi tí nha. Đó, cây một cái ghế xoải này. Ghế này ngồi cũng chill lắm. Mình ngồi con được ngồi được không? Ngồi ngóng gió trời rất là tuyệt vời nha cả nhà. Và bên này là một cái ghế ghế này buộc trên cây dừa như thế này. Chúng ta ngồi đung đưa ngắm cảnh. Ok. Cũng khá là ưng đấy. Hồi nãy mình mới vào thì ngày hôm nay thì là ngày thứ tư và mình đi tầm buổi trưa cho nên là cũng vắng khách, nhưng có một đoàn đang người ta đang check in dần dần rồi. Và theo mình tìm hiểu thì nhân viên ở đây nói là khách đặt cũng rất là nhiều. Vào cuối tuần thì không còn phòng đâu. Vào cuối tuần thì không còn camping trống nha cả nhà. Cho nên là đây cũng là một địa điểm mới để chúng ta có thể ghé khi chúng ta ở camping qua một đêm khi mà tới với biển Cần Giờ. Ok. Biển Cần Giờ thì ngoài khu vực biển Cần Giờ đây thì người ta đang nuôi nghêu và nuôi hào nha cả nhà. Cho nên là khi nào mà nước lớn lên á, thì chúng ta thích tắm thì chúng ta có thể tắm được. Còn biển Cần Giờ thì cũng ít người tới tắm lắm. Tới đây thì chúng ta có thể là đi bộ dọc bãi biển hoặc là chúng ta ngồi tận hưởng ngắm gió biển như thế này thôi, dưới một hàng rừng thông mát mẻ như thế này. Đó, và đây trước mặt là một bãi cỏ. Ở đây có một cái xe để cho chúng ta check in sống ảo này, rất là hay. Trên xe này thì có rất là nhiều hoa khô này để trang trí. Ok, có đèn điện luôn nhỉ cả nhà. Buổi tối chắc lên đèn chắc rất là lung linh đấy. Đây là toàn cảnh nha, toàn cảnh khu Lata Camping, một nơi đang rất là sốt trên mạng. Chúng ta có thể tới đây để camping 2 ngày 1 đêm. Đường đi thì rất là dễ đi. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh có 70 cây thôi. Cho nên chúng ta rất là dễ đi nha. Mà đường đi thì hai bên là hai bên là rừng. Đó. Đây có một con xe Jeep đậu ngay ở khu vực này. Chúng ta có thể chụp ảnh ngồi ở trên đây. Đây là cổng trời đây. Lấp thang lên thiên đường. Ok. Cùng lên ngắm biển với mình ở trên vị trí cao nhất ở khu vực này nha. Xây dựng bằng gỗ rất là chắc chắn. Ok. Và đây là cảnh nhìn toàn cảnh của Lata nha. Đã quá. Ok. Nãy mình có kêu đồ nước rồi uống, bây giờ mình đi về lấy nước uống nha cả nhà. Ở khu vực kia thì có rất là nhiều cái xe cổ, xe nhỏ để chúng ta có thể là chụp hình.
be kind to our planet này, những người kêu gọi để giữ được trái đất này tốt đẹp hơn. Và những con ngựa ngựa bằng gỗ nhỏ nhỏ. Okay. Mình nghĩ là buổi chiều đây sẽ rất là chill đấy. Với khu vực này với ghế đôn nhỏ đó, chúng ta ngồi đó và chụp ảnh ngắm hoàng hôn chẳng hạn. Và khi lên đèn ở đây thì tối barbecue, hoặc là có những ban nhạc để chúng ta nghe nhạc, hoặc ngồi tụm lại nói chuyện với bạn bè đó. Đây, nguyên khoảng này là chủ đầu tư để dành nguyên một khoảng trống để chúng ta ngồi cà phê ngắm biển nha mọi người, buổi sáng và buổi chiều. Và thiết kế những cái võng như thế này để chúng ta có thể là nằm nghỉ trưa. Đó, mọi người thấy không? Rất tuyệt vời. Camping ngồi đây, sáng mới ra dậy, ngửi gió biển, ngửi mùi biển, ngồi đây uống cà phê và có thể là nằm đây nghỉ ngơi, sau đó đi dòng dòng ngoài bãi biển kia. Tuyệt vời. Và đây là cái quầy cà phê. Ngày trước thì phải mua vé vào, nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta không phải mua vé vào khi tới với Tala. Lata. Ngày trước thì chúng ta phải mua vé khi mà vào với Lata, nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta không cần phải mua vé nha. Chúng ta có thể tới đây và order nước uống tại đây. Với giá thì cũng chỉ vài chục nghìn cho một ly thôi. Ok. Khách bắt đầu nhiều hơn rồi nha. Đây là cái nơi mà mình sẽ ngồi uống cà phê tận hưởng ở đây. Ok. Đẹp chứ anh? Đẹp chứ. Đi ra nước ngoài thì hơi nắng. Đây là xuống như đây thì mình nhìn dọc đường đi thì mình nhìn thấy khu vực đường dẫn vào trồng rất là nhiều xoài. Nên xuống đây mình có ủng hộ một ly trà xoài nhá, trà xoài Cần Giờ. Trà xoài cát Cần Giờ. Lata Camping by Branding. Rất nhiều lều trại nha. Chúng ta có thể tới đây đi 2 ngày một đêm, hoặc nếu chúng ta không có thời gian thì cũng có thể đi trong ngày về cũng được. Tại vì bây giờ tới với Lata là không có thu vé vào cổng nữa. Cho nên là bây giờ chúng ta có thể là đi ngang qua và chúng ta ghé đây uống cà phê cũng được. Mà nước ở trong này rất là ngon nha. Và với giá chỉ là từ 30.000 tới 50.000 thôi. Mà chúng ta có một không gian như thế này, chúng ta có thể là giống như chúng ta đi cà phê trong ngày vậy mọi người. Thay vì đi vào quán uống cà phê thì chúng ta có thể ghé đây uống cà phê và ngắm biển chiêu chiêu như thế này, mình thấy cũng rất là hợp lý. Lata Camping thì rất là rộng nha mọi người. Và có rất nhiều nơi để chúng ta có thể là chụp ảnh, check in, sống ảo. Và có nhiều vị trí trên cao. Ví dụ như đây là một cái bàn ở trên cây này. Ok, mọi người cùng lên cái bàn này với mình nhé. Đa phần là rất là nhiều cây cối nha. Cho nên là cho chúng ta cái không gian rất là mát mẻ. Ví dụ như đây, hai cái ghế chúng mình có thể ngồi ở khu vực này. Đó, và nhìn toàn cảnh của Lata Garden luôn. Lata Camping khu vực này. Rất nhiều cây cối nha. Và rất là mát mẻ.
chúng ta đang ngồi dưới một bóng cây. Một cái bàn này là bàn ở trên cây nha mọi người. Lều trại tại Lata Camping thì có rất nhiều loại giá. Ví dụ như lều đơn dành cho 2 người thì giá từ 500.000 cho ngày thường, và cuối tuần thì sẽ là khoảng 600.000, nhưng mà không có bao gồm ăn sáng nha mọi người. Còn ở đây có những cái lều trại giống như gọi là lều ngựa thì giá từ khoảng 1 triệu và có máy lạnh luôn và bao gồm ăn sáng cho 2 người. Chúng ta có thể ở đây là 2 ngày 1 đêm cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Hoặc là chúng ta có thể không có thời gian thì chúng ta có thể đi trong ngày về cũng ok. Và Cần Giờ là biển gần nhất với trung tâm rồi, cho nên là đường thì rất là dễ đi. Nếu mọi người có thời gian và muốn cách xa Sài Gòn trong vòng 1 ngày thì chúng ta có thể xuống biển Cần Giờ nha, và ghé tới Lata Garden. Một cái view sống rất là chill. Đó là những gì mình nói về Lata Camping trong đợt này. Nhưng điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó chính là gần ở chỗ Lata Garden này có một cái chợ hải sản nha anh em. Và đây mình đang có mặt ở trong chợ hải sản này rồi. Đi cách từ Lata Garden xuống chỉ vài chục mét thôi là chúng ta tới một cái cảng nhỏ. Nơi đây sẽ tập trung rất là nhiều hải sản. Anh em nào mà tới với Cần Giờ chúng ta có thể ghé đây và lựa mua hải sản về nha. Có gạch luôn hả anh? Không em. 120 kg anh Chính ạ. Đúng rồi. Nhìn tầm phóng rồi đó. Dạ. Nó không còn bơi, không còn nhảy nữa là gọi là chết. À, đây là bếp đang rãy nè. Còn sống thì sao? Sống thì có 200, còn cái thịt thì nó có 500 ngàn. Ồ, đây là thịt không? Còn đây là gạch nè. Dạ. Còn trong kia có loại to chắc nhiều tiền lắm mày. Ờ, to cái mấy ngàn thôi. Cái này là con thật. Cái này có được đó. Bữa con nhỏ đó là 150 sống á. Dạ. Ôi đổi rồi. À, chưa, 100. Mua loại nào? Tôm trắng ngon không chị? Ngon, có ngon hơn loại gạch không? Bữa 200 là rẻ đó. Ta gọi 100 muối hả? Thịt có 60 mà anh. Cái con nhỏ nhỏ chị bỏ nè. Một ký. Con kia cũng là tôm thịt mà. Đâu phải gạch đâu. Dạ. Đây là thuyền bè đi bắt từ ngoài biển về này mọi người. Tôm tít bự này anh. Ở đây nè. Đâu? À nó đây hả? Tít bự hết. Tít bự hết. Đó, nó đó. Các em đi đó. Anh chạy đây nhà một cái có không? Và đây là video mà mình chia sẻ về chuyến đi Cần Giờ gần nhất trong ngày của mình để khám phá về Lata Garden cũng như là mua hải sản để đem về. Và cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình để chúng ta cùng đồng hành với nhau bạn nhé.